Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục một hành trình trong Minecraft chiến binh thời trung cổ. Trên đường đi thì mình có mang theo thêm những cái vũ khí có những dòng cường hóa mình muốn ép vào nè. Mình đang dự định là mình sẽ tách cái dòng Shockwave cũng như dòng Stunning mình ép thử vô cái cây Saber của mình. Tại vì cây Saber mình chưa có hai dòng đó, mong rằng là hai cái dòng này có thể gắn vô cây Saber của mình nha. Mình chỉ mong là vậy thôi, cho cây Saber của mình nó ngày càng tốt hơn. Rồi, giờ thì ghép vô thử. 29 cấp, what the hell. Nhưng mà nó sẽ có hiệu ứng Stunning. Đầu tư luôn. Ồ, nhưng mà khi mình ép cái dòng Stunning thì mình sẽ không thể ép được cái dòng Shockwave nữa. Thôi kệ, có được dòng Stunning thì cũng ổn đi. Nếu mình dịch không lầm thì Stunning là gây choáng hay sao á, là đánh xong nó sẽ bị choáng. Lúc đó thì mình sẽ có cơ hội đánh kẻ địch nhiều hơn nữa. Hợp lý á nha. Rồi, cái này đã nâng cấp xong rồi, mình sẽ bỏ lại trong cái ba lô. Nào có đồ thì mình sẽ nâng cấp tiếp. Và mình biết lý do hôm qua tại sao mình không thể đánh rồng trong một hit rồi. Đó chính là mình đã lỡ tháo cái nhẫn này ra. Ồ không, cái găng tay này ra. Tại vì đây là cái găng tay cho mình thêm sát thương khi mà mình đánh cái địch á. Mình sẽ thay thế cho cái găng tay Ender này ha. Tại vì cái găng tay Ender này chỉ có công dụng là tạo ra cái rương Ender thôi. Nó sẽ không có hiệu quả trong chiến đấu lắm. Rồi, giờ thì mình đã lấy lại được sức mạnh từ cái găng tay rồi đó nha. Ờ quên, còn vụ làm cái khiên nữa. Cái khiên mình hiện tại nó đang bị hư mất tiêu rồi. Mình cần phải làm một cái khiên mới hoàn toàn. Và lần này mình sẽ tiếp tục dùng loại khiên bằng kim cương nha. Tại vì mình thấy khiên bằng kim cương thì nó, cái độ bền á, nó tương đối tốt luôn. Lần này là một cái khiên kim cương tiếp. Và đây là phiên bản siêu to khổng lồ, bự hơn cái khiên kim cương cũ mình một xíu. Chắc nó sẽ chống đỡ trước những cái con xương tốt hơn đó. Rồi, giờ thì tiếp tục lên đường thôi. Khi nãy thì mình có băng qua hai cái vùng gọi là vùng đất sét á, nhưng mà chưa có gặp cái vùng hoang mạc nào luôn. Mình thì đang cần gặp vùng hoang mạc để có cơ hội gặp được cái bộ tộc Barako nè, tên tộc trưởng Barako của bộ tộc OT á. Và phía trước, ê, khoan, hình như phía trước đang có một cái tổ rồng thì phải. Chính xác rồi, đây là một cái tổ rồng. À, rồng sấm sét. Nó đang ngủ trưa. Test lại nào. Búp sức mạnh lên, vô ký đầu nó. Để coi mình có lấy lại được sức mạnh của những ngày trước hay không nha. Ủa dạ, bây giờ mình cần phải trèo lên cái đó. Rồi, vô ký đầu, ám sát rồng. Ám sát rồng. Đây rồi. Lộc đã trở lại rồi. Đó, gắn cái găng tay vô là khác bọt liền. Ám sát rồng trong một nốt nhạc mà. Tuyệt vời. Rồi, lấy sạch vảy luôn nha. Chuyến này đi thì mình quên đem theo những cái lọ thủy tinh đó. Chuyến sau thì chắc mình sẽ đem theo thật là nhiều lọ thủy tinh để có gì. Mình sẽ không lấy vảy rồng mà mình chuyển sang mình lấy máu rồng để mình làm lò luyện rồng ha. Dự định là vậy thôi. Còn có làm được hay không thì là một cái câu chuyện khác ha. Ờ, cái này nó lại tới vùng biển mất rồi. Phía đằng này thì có một cái chỗ của anh Cyclops. Thôi, vô sợ ảnh đi. Và mình sẽ test cái cây Saber mình. Coi dòng Stunning có làm choáng được cái anh Cyclops này không. Chặt hở. Ủa kìa. What? Ủa cái gì? Ủa cái gì mà vừa làm mình mất cái vật tổ trường sinh vậy? Hồi nãy mình có gắn một cái vật tổ trường sinh vô đây. Nó vừa kích hoạt lên cơ. Anh Cyclops mạnh vậy. Trước khi chết anh còn ẩm mình lên, anh cắn một cái suýt nữa là mình mất mạng chung với ảnh rồi. Thôi là mình có trang bị sẵn cái vật tổ trường sinh để cho nó thế mạng mình á. Không là đi đai rồi. Nguy hiểm thiệt á. Cái này mình phải đợi hết cái sức mạnh từ cái Power Shaker thì mình mới test được cái dòng Stunning. Chứ ui, cái
cây ăn thịt người, cây ăn thịt người nè, đó đó đó, nó có hiệu ứng stunning rồi kìa. À tốt nha, tốt nha, hiệu quả hiệu quả đó. Một xíu mình gặp những cái đối thủ mạnh á, mình sẽ đánh thế nào nó cũng sẽ bị choáng thôi. Ui kìa, ui một cái chiến binh nè, chiến binh. Wow, đâu ra một cái chiến binh giáp sắt á, lại tấn công lén mình chứ. Mình đang ngồi mình chế tạo cái thuyền, chưa chế xong nữa là bị ám sát rồi. Nghiệp quật, hồi nãy ám sát rồng chi, bây giờ nghiệp quật lại rồi kìa. Đúng là lực hoa quả không chừa một ai mà. Đi ám sát rồng cho đã, có cuộc bị một cái anh chiến binh mặc giáp sắt đi ám sát ngược lại. Đằng kia là nhà của bà phù thủy hả? Ở vùng đầm lầy thì chỉ có nhà bà phù thủy thôi chứ không có nhà của ai hết á. Coi lần này có phải hay không nha. Nghi lắm. Đúng rồi, có vẻ à, có bà phù thủy trong nhà luôn. Bà phù thủy hả, cho bà ăn, ăn viên đạn của cái súng gáp mới được. Phù thủy nè. Phù thủy nè. Úi, bà đi rồi. Rồi vô xâm chiếm chỗ ở của bà thôi. Bà cho mình một chút cái lọ thủy tinh. Bà đang nấu gì đây? À mình hiểu luôn, bà đang nấu thuốc độc. Mà bà chưa nấu xong, bà định nấu thuốc độc để bà chọi á. Mình sẽ giúp bà nên chế xong cái mẻ thuốc luôn ha. Bà chưa kịp bỏ mấy cái thuốc súng vô á. Vứt mấy cái que đi, vứt cái này đi. Đây mình sẽ giúp bà luôn ha. Mình có lòng tốt nên thôi mình giúp bà luôn. Giúp người giúp cho chót á mà. Xong. Đó, mình sẽ lấy ba lọ thuốc này ra. Hợp lý. A few moments later. Thường thường thì trong công trình này nó sẽ ưa có những con zombie, chính xác. Quá trời zombie là đằng khác luôn. Mình sẽ tiết kiệm cái power shaker ha. Lúc trước thì mình ưa nghịch, mình bật lên mình đánh cho nó nhanh á. Nhưng mà bây giờ thì nó gần hơn mất tiêu rồi. Mình tiết kiệm lại. Thằng nào gặp boss dữ mình sẽ dùng cái này ha. Để cho nó bền xài lâu một xíu. Mà nó có đường xuống lắm nè. Mình sẽ tranh thủ mình xuống dưới luôn. Ui nó sâu lắm. Cái này nó dẫn xuống tít ở dưới. Ui trời, đầu zombie nó treo lủng lẳng nè. Không biết nó có dấu gương ở đây không nữa. Mà trong đây nó có rất là nhiều những cái dây leo luôn. Đi nó cứ vướng ấy, rất là chậm. Kìa, này có rương nè. À đây cũng có nữa nè. Có vẻ là đồ ở trong cái công trình này nó chỉ ở mức là đồ bình thường thôi à, không có gọi là cho đồ xịn rồi. Mình lướt vài cái rương là mình hiểu vấn đề luôn. Ê, nhưng mà đánh lôi lại nó sẽ dẫn mình tới một cái khe nứt. Được, mình sẽ xuống đây. Mình thám thính tình hình thử coi. Nhiều khi vô đây mình khám phá hang một hồi mình lại gặp mấy cái đồ xịn á. Ông Trình đâu không thấy, nhưng mà mình thấy trước mặt mình có cái hang rồng nè. Mà hang rồng này là hang rồng băng nha. Căng cực, nhưng mà không sao. Mình có cái power shaker này mà bóp sức mạnh vô mà chiến thôi. Mình sẽ one shot cái con rồng này ha. Thử coi được hay không. Được luôn. Oh my god. Bây giờ rồng ngàn tuổi không là vấn đề vậy đó. Vẫn one shot được bình thường nha. Ảo ma Coca Cola thì chứ. Đây là con rồng được cái đây. Mình sẽ lướt thử cái xác coi coi mình có được cái trứng rồng băng hay không nha. Thử vận may. Rồi có vẻ là con này là con rồng đực rồi. Hoặc là chưa đủ tuổi. Rồi nó chưa đủ tuổi thôi. Mới có 4 tuổi à. Không sao. Lấy được cả đống bẫy nó cũng được rồi. Nói chung thì bây giờ ui, có con rết đằng kia to đùng cơ. Tiêu diệt nó luôn. Bây giờ thì mình phải tìm một cái con boss nào đó càng trâu càng tốt để mình test sức mạnh
thêm một lần nữa để coi coi sức mạnh tối đa là đánh được one shot cái con bao nhiêu á. Hồi nãy con rồng này là 300+ máu thì phải, mình vẫn có thể one shot luôn. Nhìn cái kia các bạn có thấy quen quen không? Cái công trình mà cho mình rất là nhiều netherite ấy, là nó đó. Tới nó rồi, tới cái cục kiệu nó rồi. Vô đập. Ui mấy anh Bitlin. Ui mấy anh Bitlin này đau lắm nha. Nhưng mà không sao, bây giờ mình đánh nè. Bị choáng nè, đâu có làm gì được đâu. Bị choáng trong 3-4 giây thì đó, cũng khá là hữu ích ha. Cho mình cái giáp ngựa kim cương. Đây chỉ mới là tầng trên thôi, nên đồ nó chưa có thực sự xịn đâu. Ui, để ra cả đống cá bạc luôn. Mẹ đất ơi. Ui, mèo mà lại đẻ ra cá bạc. Mình ghét mấy con này cực. Rồi lại đẻ ra thêm à. Xong. Tầng trên thì chắc chắn là không cho mình đồ xịn đâu, nên mình cần phải tìm một cái lối đi để dẫn xuống tầng dưới càng sớm càng tốt, để mình lấy những cái đồ xịn ở tầng dưới về á. Mà ở đây thì không phải hướng dẫn xuống tầng dưới. Hướng đằng kia thì sao ta? Đằng kia cũng không phải luôn. Mình nóc vô lọ thuốc nữa cái đã. Tìm kỹ coi. Ồ, đó là cái tổ nhện mà. Cái đường xuống tầng dưới là nó có một cái chỗ giống như là sao ta? Hình tròn gì đó, giống hình tròn vậy. Mình cần đây nè. Nó đây. Đi rồi. Mình sẽ canh ngay ô chính giữa. Là ngay này. Mình đạp xuống là gớt dưới không sao đâu. Đây xuống. Đó. Im. Rồi giờ thì từ từ mà khám phá thôi. Mình sẽ lần lượt đi về hướng này trước. Quá trời mấy con quỷ lửa. Đập lẹ á. Mình phải chạy thật là nhanh để mình tránh né trước đó. Anh này láo nháo. Láo nháo nè. Xơi đồ thôi. Cái nào xịn thì mình lượm, cái nào không xịn thì mình bỏ qua ha. Đánh nhanh rút gọn. Có những con mắt ma rất là to nha. Phải thiệt là cẩn thận với những con đó. Áo vàng ăn chơi nè. Rồi xong. Ui. Có một vài con nó bắn đau vậy. Ăn táo vàng trước cho chắc đi. Phóng phi tiêu nó luôn nè, mình có phi tiêu không? Đó, giỡn mặt. Giỡn mặt với cái phi tiêu hả? Giỡn mặt nè. One hit được đó nha. Đừng thấy phi tiêu nhỏ mà chê. Nhỏ mà có vỏ đấy. Rồi, qua đây lút rương tiếp. Ừ, gớt xuống dưới luôn. Vừa cái bụng mình. Nè, bắt đầu cho mình bụng netherite rồi nè. Legend, Light Mending lượm luôn. Những dòng khá là tốt ha. Để tiếp tục phóng cái phi tiêu nè. Nó one hit luôn. Quá dữ. Rồi, đây là chỗ của những con mắc ma, nên mình phải né ra một xíu. Bắn nó từ xa đi, chứ để em thôi nó nhảy vô đầu mình. Nó bự như vậy, nhảy một cái là chết mình luôn á. Cho mình kim cương, cả đống bụng netherite nè. Rồi mấy đồ kim cương thì mình không cần lắm. Tiếp tục. Đi khám phá dưới lòng đất mà mình gặp công trình như vậy á, là cực kỳ khoái luôn. Cơ hội kiểu mình cày netherite á. Nè, quá trời luôn. Đồ ăn thì không cần lắm đâu. Đi tiếp qua những hướng còn lại thôi nào. Ở trong đây còn khá là nhiều hướng á. Mình chịu khó cực đi khám phá thôi, là thế nào cũng vơ được cả đống netherite về. Này né ra. Ui, sao mình né, càng né thì càng gặp mấy con mắc ma này vậy. Quặng cổ đại nè, vàng nè. Kiếm gì đây? Ripping. Không cần. Thằng kia đã khám phá rồi, thôi. Mấy con xương thì mình còn có thể cà nhây được, chứ mấy con mắc ma này là cà nhây là chết á. Trâu cái nào trâu, tầm 5 con nó dí lại nó nhảy vô mặt mình thì kiểu gì cũng chết thôi. Nhưng mà cái phi tiêu mình vẫn có thể one shot được. Cái phi tiêu mình đúng mạnh luôn nè, chết 2 con lượt luôn nè. Ui, vũ khí thất truyền của mình. Kim cương lượm luôn. Mình phóng phi tiêu cho nó biết một
cho nó biết mùi phi tiêu, cho nó biết mùi phi tiêu, kê kê kê. Giết nhiều cái địch trong một lần luôn á. Nó nhảy từ con này qua con kia á. Quá tốt luôn. Vậy mà hôm qua mình không dùng cái này sớm. Ôi đó 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 đó. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Mình nói có sai đâu. Trời trời trời, nó quýnh mình phát máu giật không phanh luôn. Dùng phi tiêu. Mình có phi tiêu. Kìa có phi tiêu nó tưng qua kìa. Nó giết hết mấy con kia luôn rồi kìa. Tốt ghê, tốt ghê. Mình qua đây mình đập. Để mình lấy cái rương bên góc cái đó. Đập cái làm spawn. Rồi mở cái rương trong góc này thôi nào. Cái phi tiêu đúng bá đạo luôn á. Rương trong góc là cho mình ngọc lục bảo. Một phôi netherite hoàn thiện luôn nha. Khói vàng, quần kim cương, nón warming. Ok. Được. Nói chung là tốt, nói chung là tốt. Bây giờ thì mình sẽ cất bớt đồ vô trong để cho nó gọn lại ha. Để mình còn đi khám phá tiếp nữa. Đấy, đi một xíu thôi mà được 16 vụn netherite nè. Sướng chưa, sướng chưa. Rồi thôi, giờ thì bỏ qua mấy con này để tập trung vào những hướng khác thôi. Hình như còn hướng bên này mình chưa khám phá thì phải. Chuẩn luôn. Ui, nó còn nói với một cái công trình gì nữa. Nó gộp chung công trình lại rồi. Để mình đập bớt mấy cái lầm xe mót. Ui, 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 đau, 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 đau. Phóng phi tiêu cho nó biết mùi nè. Phóng phi tiêu. Đó. Phi tiêu sát khẩu đấy, đừng có đùa. Khói kim cương. Khói vàng. Con nào bắn mà mình cứ bị mù lòi vậy ta. Khó chịu ghê á. Kệ nó đi, không quan tâm đó. Bay qua đây. Có cái rương không? À đây đây, cái rương vẫn còn, may quá. Rồi, phóng phi tiêu. Ủa nó chết rồi. Ủa sao nó tự chết vậy? Không biết luôn. Rồi, rương này thì chỉ cho kim cương với khói vàng thôi. Gần như là mình đã khám phá xong hết những cái rương xịn ở trong này rồi đó. Kể cả cái rương mà nó bị giấu trong cái khối hắc diêm thạch hồi nãy luôn. Sơ bộ thì mình cũng được rất là nhiều khoáng sản mang về ha. Khám phá một chút mà được cả đống đồ như vậy thì rất là xứng đáng. Thôi bây giờ thì mình sẽ không tốn thời gian với cái công trình này nữa. Đi lên để chúng ta còn tiếp tục hành trình. Tìm cái bộ tộc Hote nữa. Hôm nay mình rất là muốn đánh nhau với cái tên tộc trưởng đó luôn á. Hy vọng là mình sẽ gặp được ha. Đi, lên trên thôi. Trời 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 trời. Con cù bảy màu. Đây thật sự là cù bảy màu luôn nha. Bây giờ mình có cái kéo không ta? Mình cắt lông em ấy coi coi rơi ra cục len màu gì. Ui, rainbow wool luôn. Oh, thì ra là cù bảy màu. Cắt lông là ra lông cù bảy màu luôn nha. Làm được cái giường bảy màu luôn nè. Được, được, được. Mình phải cắt thêm vài lần nữa để mình làm cái giường mới được. Rồi, anh xin nha, anh xin nha. Tới cái củ kiệu luôn, gặp nguyên cái con cù bảy màu à. Ôi, đây là chỗ đánh boss đó. Cái tổ ong này lúc trước mình suýt nữa là bị đánh sắp mặt rồi. Nên mình nhớ. Nhưng mà không sao, cái gì càng khó thì mình càng khoái. Khịa luôn, mình sẽ thủ sẵn phi tiêu. Ui, gắn, 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 gắn. Trời trời trời, cũng gắn đọc, gắn đọc. Bây giờ mình sẽ đập cái này. Cho nó ra con ông chúa rồi mình sẽ sử dụng phi tiêu mình tấn công. Đó. Coi phi tiêu tấn công được con boss không nha. Ôi, nửa cái máu boss luôn kìa. Phi tiêu đúng mạnh luôn. Tuyệt vời. Chết chưa? Rồi chết luôn. Chỉ với hai phi tiêu trúng người thôi là boss ông chúa sẽ chết nha. Cũng đủ hiểu được sức mạnh của cái phi tiêu mà mình đang sở hữu rồi. Quá ngon, quá ngon. Thôi, lụm thêm khối mật ong về thôi. Được, được thiệt sự ha. Đây là vũ khí cực mạnh mà hôm qua mình nhặt được. Vậy mà hôm nay mình mới biết tới vào dùng á. Đó là một thiếu sót. Ui, đằng kia vừa mới triệu hồi ra một đàn xương cơ. Sấm sét cũng có thể tạo ra được con xương hả trời. Ghê vậy.
Mình nóc vô lỗ thuốc nhìn trong bóng tối coi. Trời mưa nó giảm tầm nhìn mình quá. Đó. Vô. Đừng vào đây. Đừng vào ngay đây. Chiến thôi nào, chiến thôi nào. Vô đây thì phải có rất là nhiều zombie nè. Dồn bài lấy cúp ký đầu nó luôn chứ dồn bài. Trời. Đánh nhà bằng cúp luôn nè. Giờ ai chơi kiếm nữa. Giờ là người ta chơi cúp luôn. Chiến mà. Mình là người chơi chiến mà. Vô đây. Lấy cúp ký vô mỏ. Lấy cúp ký vô mỏ nè. Hôm nay hơi bị nóng. Rồi nó cho mình một cái con mắt. Cái nón. Mấy thứ này thì. Ê. Cái nấm mới nè. Cái nấm tốc độ. Đổi luôn. Đổi luôn, đồ mới mà, ngại gì mà không đổi. Xong. Mắt tập hết. Có vàng, bạc. Quyển sách, cái nón phantom. Thằng này vẫn là những cái con xương băng á. Những con xương băng này bắn sẽ gây hiệu ứng đi chậm á. Rất là khó chịu luôn. Và tầng này thì không có rương. Ui. Tiếc vậy. Và đây là tầng cao nhất á. Nó sẽ cho mình một mớ đồ. Ở trong này. Này thì xương nè. Bắn nó luôn. Bắn con nhện luôn. Xong. Phần thưởng cho mình là kim cương. Ừ. Có gia tài chưa? Gia tài cấp độ 6 nè. Ơ. Kỳ vậy. Trời ơi, gia tài cấp độ 6 mà đào lần ra có viên kim cương à. Sao mình nhỏ vậy? Người ta gia tài 6 đào lần ra 6 viên kim cương không nói. Đào lần ra có viên kim cương à. Cuối cùng. Mình cũng đã tìm ra được bộ tộc ưu tế rồi. Nó nằm ở trong một cái cánh rừng bao bắp khổng lồ này ha. Mình sẽ tìm cái tên tộc trưởng. Tên tộc trưởng đâu rồi? Mình sẽ quên ăn uống cho đầy đủ nữa. Tên tộc trưởng này nguy hiểm lắm. Ăn táo vàng cường hóa luôn. Cho chắc cú. Bắn nè. Con xương này láo nháo. Rồi chuẩn bị đủ vũ khí nha. Mình sẽ lấy cái phi tiêu phóng bóng tối này ra. Phóng lên tên tộc trưởng. Ui không xin nhê. Nó bắt đầu thấy mình rồi. Tên tộc trưởng này mình sẽ tấn công bằng phi tiêu nè. Ủa. Vì tiêu của mình đang tiêu diệt những cái tên đệ tử của hắn trong cái bộ tộc ha. Đi một cái nữa hit. Ồ nửa cây máu. Hai cái. Ui. Hắn đang tấn công mình bằng chùm tia mặt trời. Và những tên đệ tử của hắn đang niệm phép. Mình phải tìm những tên niệm phép mới được. Nếu không là mình sẽ không thể nào mà đánh hắn được đâu. Ui hắn hút mình vô cơ. Hút vô nè. Hút vô hả. May cho mình là mình có cái khiên nên mình chống đỡ được nguyên một cái combo tia mặt trời của hắn luôn. Rồi mình xin cái mặt nạ nha. Có được cái mặt nạ này thì mình có thể kiểu như là sử dụng cái mặt nạ của những cái tên này. Mình tạo ra đệ tử ha. Đó. Và khi mình ấn lại một cái nữa thì nó sẽ thu hồi lại. Rất là hay luôn. Nhưng mà mình khá là ít mặt nạ. Không biết là có chế tạo được mặt nạ này hay không nữa. Không chế tạo được. Vì là mình phải săn thêm những tên. Tên kiểu như là tên lính rồi. Và cuối cùng thì mình cũng đã xong cái thành tựu tiêu diệt cái tên tộc trưởng ha. Nói chung thì với sức mạnh hiện tại của mình thì tiêu diệt hắn khá là dễ luôn. Nên không có cái gì là khó, quá nhiều khó khăn. Im. Giờ thì còn cái anh chiến binh giáp sắt. Tại vì mình đã cắm khá hàng rất là nhiều nên không gặp anh ta. Mình quyết định là đi tìm tên tập trưởng cho nó dễ. Mà ai dè gặp thiệt chứ. Đúng là thời tới cản không kịp mà. Ê. Ở đây có cái con gì á. Ơi đừng có đánh người ta. Trời cái nón này. Con này con tên là Hunger. Ui nó cắn mình cái. Nhìn nó có vẻ vô hại nhưng mà nó cắn mình một cái. Mất 3 trái tim trong khi mình mặc full giáp nha. Đừng có đánh giá bất kỳ con nào qua vẻ bề ngoài. Thấy vậy thôi chứ nó mạnh lắm. Hên cho mình là giáp mình mạnh không là mình đi rồi. Hiện tại thì mình đang ở một cái vùng
gỗ mà nó kiểu như của cây, những cái cây bị chết rồi. Đây là trước một cánh rừng hay sao á. Bây giờ nó chỉ còn những cái thân cây chết thôi. Ở cái vùng này có vẻ khá là khó tìm kim tự tháp nha. Mình muốn test thử coi với cái vi tiêu bóng tối này, mình có thể đánh bại được một vị pharaoh trong một lần phóng hay không. Mình đang rất là tò mò về sức mạnh của nó luôn. Đây 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 đây. Mới thằng khó tìm cho mình nguyên một cái kim tự tháp trước mặt. Coi đừng vào nó đâu. Đây đây đừng vào ngay đây luôn. Đào ra. Cắm đốt rồi đi vô thôi. Vô. Lẹt cô lẹt cô. Ui trong đây hơi tối. Vẫn như thường lệ làm lọ thuốc lấy tinh thần trước. Rồi vô thôi. Mấy tên lính lát này thì tay không mình đấm cũng được á chứ. Mình có cái găng tay búp sức mạnh rồi nên mình khá là lực ha. Tay không cũng làm ra trò chống lắm á. Đừng đùa. Và kệ mấy tên này đi. Mình tập trung vào tên pharaoh thôi. Tới nơi tới nơi tới nơi. Vô vô vô. Làm lẹ làm lẹ làm lẹ nào. Cắm đuốc lên cái. Ui, à cái máy, cái bẫy. Tắt cái bẫy luôn đi. Xong. Chuẩn bị cho trận chiến với vị pharaoh này. Nói chuẩn bị cho nó thận trọng thôi chứ thật ra đánh với pharaoh này á chủ yếu là mình test vũ khí thôi à. Đây. Ui, pharaoh này có vẻ khá là mạnh đây. Phóng phi tiêu nè. Ui, một phi tiêu là kéo được 1/3 ống máu thôi. Ui ui. Vị pharaoh này liên sử dụng phép thuật. Nhưng mà cũng không có mạnh bằng phi tiêu. Đây là vị pharaoh Hokaden. Tên là Hokaden. Vị pharaoh Hokaden đã ngẫm dưới cái phi tiêu của mình rồi ha. Mạnh cách mấy thì gặp phi tiêu bóng tối cùng mình thì cũng đi thôi. Và pharaoh này rơi ra cho mình một cây cúp ha. Với cây cúp này thì mình có thể là biến sắt thành vàng. Cơ hội biến sắt thành vàng luôn hả? Ghê vậy. Lần đầu mình thấy được một cây cúp có công dụng này luôn á. Phải đi thử mới được. Biết đâu nó bịp mình là sao. Mình phải thử mình mới tin. Đây 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 đây. Iron đây. Iron ở dưới bên thế giới. Ủa? Nè. Nó biến thành vàng thiệt nhưng mà nó chỉ có cơ hội là không biết bao nhiêu phần trăm á. Ngược lại có biến vàng thành sắt được không? À mình nghĩ chắc không đâu. Tại vì ghi chú ở đây nó chỉ ghi là biến, có cơ hội biến sắt thành vàng thôi. Ồ tỷ lệ nó cũng tương đối cao chứ. Mình đào 4, mình đào 4 cái cục sắt thì có một cục biến thành vàng á. Cũng được. Đây nữa nè. Mình thử đào coi. Nè ra vàng luôn nè. 2 cục vàng luôn. Kiểu như ai có sở thích đào vàng mà không có gặp vàng á thì có thể sử dụng cây cúp này để đào, cũng có cơ hội farm được rất là nhiều vàng đó. Cũng ok đấy chứ, nói chung thì cũng có công năng đặc biệt riêng ha. Có mấy cái người sói ở đây, mình không thích người sói cho lắm, mình sẽ bắn cho nó ăn quả cầu gát. Cho nó chết luôn. Cho nó ăn quả cầu gát. Tại vì mấy tên người sói đó lúc trước cà kẹo mình nhiều lắm nên mình gặp mấy tên đó mình không thích cho lắm. Mình càng ngày càng thích sử dụng cái phi tiêu này luôn á. Tại vì cái khả năng tấn công của nó đúng kiểu là mình có thể quan sát được cái chết của kẻ địch luôn nè. Cứ chậm chậm bay tới rồi tấn công qua những kẻ địch khác á. Quá là im luôn. Lúc trước thì mình thích dùng cái power shaker này để đánh hội đồng nhưng mà không. Bây giờ thì mình thích đánh hội đồng bằng cái phi tiêu này hơn. Càng đông càng đẹp mắt ha. Đây, 3-4 tên đúng không? 3-4 tên đúng không? 1 2 3 Trời ơi ngọt xớt luôn à. Nè. Ui hết phi tiêu à. Đó. Việc nhẹ lương cao. Nói chung bữa nay đi khám phá thì mình cũng biết rõ hơn về sức mạnh của cái phi tiêu bóng tối này. Đó là một sức vũ khí cực kỳ mạnh luôn á nha, mà hôm nay mình mới phát hiện ra. Đồng thời thì mình cũng đã đạt được mục tiêu là tìm được cái tên Barako của bộ tộc OT. Trong tương lai mình sẽ gán tìm thêm cái tên chiến binh giáp sắt, con ếch băng và thử thêm một vài cái nhiệm vụ khác ở trong này nó đề ra ha. Mong rằng mình sẽ sớm thực hiện được. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp.
Bye bye.